Điều kế tiếp thường muốn chia sẻ với các bạn đó Đó chính là thông tin liên quan đến dự án Polkadot Tại vì hôm nay đã có sự tăng trưởng là 17% Thì tại sao vậy? Tại vì các bạn thấy được là Polkadot đã thông báo đó Là các pair chain đã sẵn sàng hoạt động trên mạng lưới chính Đây là một cái cột mốc quan trọng của dự án Và là một cái bước tiến tới lớn Thì bây giờ đó Thì cái phiên đấu giá đầu tiên đã được công bố Đó chính là cái phiên đấu giá này đó Là sẽ bắt đầu vào ngày 11 tây tháng 11 và tổng cộng sẽ có 11 cái pair chain sẽ được đấu giá và cái phiên đấu giá thứ nhì đó bây giờ chuẩn đoán là có thể bắt đầu vào cái thời điểm là ngày 23 tây tháng 12 và có thể là nhiều bạn nghe những thông tin này thì cũng không hiểu lắm phiên đấu giá là gì, pair chain là gì, Polkadot là như thế nào nhiều bạn có đây là không hiểu để thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn tại vì trên trang web của Thuận Capital đã có một cái bài viết chi tiết liên quan tới Polkadot và Thuận sẽ không đọc nguyên bài viết này nhưng mình thường sẽ đọc cái phần là liên quan tới Polkadot là gì và cái cấu trúc của Polkadot như thế nào để các bạn hiểu rõ hơn là chuyện gì đang xảy ra thì để Thuận chia sẻ Polkadot là gì thì hiểu một cách đơn giản đó Polkadot là một cái mạng lưới để mà giúp kết nối các blockchain riêng lẻ với nhau nó cho phép các blockchain này chia sẻ dữ liệu một cách phi tập trung và Polkadot đó thì tập trung giải quyết hai vấn đề thứ nhất đó là khả năng tương tác và thứ nhì là khả năng mở rộng mạng lưới thì thật ra đó Polkadot không phải là một cái dự án mà dễ hiểu và nó cũng khá là trừu tượng nếu như mà thường chia sẻ với các bạn đó, theo cái cách diễn đạt từ cái white paper đó thì có thể là nhiều bạn sẽ không có đủ kiên nhẫn hay là sẽ không có dễ hiểu cho nên đó, trong bài viết này trên trang web của thường Capital thì admin viết bài viết này đã chia sẻ những cái ví dụ đơn giản để các bạn có thể hiểu được cái cách hoạt động của Polkadot là như thế nào và cũng có thể hiểu được cái câu nói mà người ta thường hay nhắc đến khi mà nói tới Polkadot đó là Polkadot là một blockchain của những blockchain thì để hiểu một cách đơn giản đó đây là một cái ví dụ giống như chúng ta nói tới quốc gia Việt Nam đi thì quốc gia Việt Nam đó có tổng cộng là 63 tỉnh thành thì mỗi tỉnh thành sẽ có một cái diện tích đặc thù kinh tế và cơ sở hạ tầng khác nhau có những tỉnh như là Bình Dương và Đồng Nai thì chủ lực là về các công nghiệp còn những tỉnh thành mà chuyên về du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang và một số những cái nơi khác thì chiếm vị trí đầu não như là Hà Nội, còn Sài Gòn thì là nơi mà rất thích hợp để mà giao thương kinh tế. Do đó đó những cái chính sách lực lệ và cơ sở hạ tầng cũng có những cái đặc điểm và thiết kế khác nhau để phù hợp tối đa với cái mục tiêu mà cái tỉnh thành đó mong muốn hướng đến. Thì cái kiến trúc là như thế nào? Tại Việt Nam đó thì mặc dù là chúng ta sống ở 63 tỉnh thành khác nhau nhưng mà vẫn sử dụng chung một ngôn ngữ một loại tiền tệ và tuân thủ các luật lệ nguyên tắc mà Việt Nam đặt ra. Mà khi nói đến điều này đó thì để đảm bảo an ninh cho quốc gia thì đó cũng là chúng ta nghĩ đến ngay là sức mạnh của quân đội. Chính xác hơn là quân đội, vũ khí, kinh tế là những thứ bảo vệ quốc gia đó trước những quốc gia khác và tạo một cái nền tảng vững chắc cho cái sự bình yên của đất nước đó. Từ đó đó người dân ở bên trong mới cảm thấy thoải mái để mà họ chọn nơi để mà xây dựng nên những cái cơ sở kinh doanh, xí nghiệp, nhà máy. Thì quay lại với lại cái thế giới blockchain đó thì chúng ta hay ví dụ các nền tảng như là Ethereum, Cardano, Binance Smart Chain, Polkadot là những cái quốc gia. Có nghĩa là trong cái ví dụ này đó mỗi cái nền tảng như là Ethereum, Cardano, Binance Smart Chain, Polkadot là những cái quốc gia. Còn những cái dự án đó xây dựng bên trong những cái nền tảng đó gọi là những cái công ty hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tài chính có những cái Dapps DeFi giải trí thì có những cái Dapps liên quan tới GameFi nghệ thuật thì có NFT giống như những cái công ty vật lý ở ngoài đời vậy đó thì những thứ gì được xây dựng trong blockchain đó thì người ta gọi là dApps ứng dụng và tập trung thì tùy thuộc vào lĩnh vực nào mà họ phát triển thì có những tên gọi khác nhau thì những cái quốc gia như là Ethereum, Cardano là những nơi mà xây dựng cơ sở hạ tầng cùng với sự đảm bảo rất cao về an ninh qua các cơ chế đồng thuận như là hệ thống đào Proof Work là hệ thống cổ phần Proof Stake đó là những cái thứ mà rất là khó xây dựng xây dựng được một cái blockchain đã khó nhưng mà để đảm bảo cho cái blockchain đó bảo mật đó cho người dùng an toàn còn khó hơn rất nhiều Tại vì nó đòi hỏi một cái cộng đồng rất là lớn, có nhiều thợ đào, có những cái cách xác nhận, có hoạt động trên khắp nơi trên thế giới để mà đảm bảo về cái phương diện mạng lưới cũng như là súng và đạn để mà bảo vệ một quốc gia để chống lại các hacker. Bạn có thể copy mã nguồn của Bitcoin nhưng mà không thể copy nhưng thợ đào của nó, cái giá trị Bitcoin đó không phải ở ở cái mã nguồn mà là cái giá trị đến từ cộng đồng và thợ đào của nó. Những công ty đó thì họ có thể chọn những quốc gia để mà xây dựng những cái dự án phi tập trung của mình nhưng mà có những vấn đề chưa được giải quyết ví dụ như là chúng ta nói tới Việt Nam thì à, với 63 tỉnh thành đó, thì với cơ sở hạ tầng khác nhau cho từng tỉnh như là với Ethereum thì nó có một cái quốc gia liền mạch sử dụng chung một cơ sở hạ tầng cho toàn lãnh thổ cơ sở hạ tầng đó sẽ đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển bên trong cho dù bạn là DeFi hay là NFT hay là GameFi nhưng mà để mang lại sự hiệu quả tối đa đó thì phải tùy thuộc vào đặc tính của dự án mà họ cần những giao thức quy tắc và cơ sở tầng khác nhau và có một điều khác nữa đó là những quốc gia riêng biệt nó rất là khó để mà tương tác với nhau họ đều có một cái hệ sinh thái khép kín bên trong nên rất khó để mà trao đổi token dữ liệu qua lại của những nền tảng thì poker thấy được những cái vấn đề như chúng ta mới vừa nói tới cho nên đang nghĩ ra một cái giải pháp là làm thế nào để có thể kết nối một cách dễ dàng các blockchain lại với nhau và cùng với cái đó để có thể tăng tốc độ xử lý giao dịch một cách nhanh nhất có thể đó thì nói tới đây chúng ta hãy nói tới relay chain và thằng sẽ tóm tắt lại một cách ngắn gọn với các bạn thì dựa trên ví dụ chúng ta đang nói tới là quốc gia Việt Nam đi thì nhìn trên Polkadot đó cũng hoạt động tương tự như vậy cứ nghĩ là Hà Nội là đầu não của Việt Nam nơi mà đưa ra những cái chính sách quyết định cũng như là nắm quyền điều hành cho quốc gia thì relay chain cũng giống như vậy nó là trái tim của Polkadot đó để xử lý giao dịch và chịu trách nhiệm bảo mật của hệ thống cơ quan cơ chế đồng thuận proof of giống như là bạn có nhu cầu mở công ty kinh doanh về dịch vụ giải trí thì bạn chỉ cần chọn nơi nào mà có sẵn cơ sở hạ tầng và an ninh tốt để các bạn thoải mái xây dựng công ty của các bạn chứ đâu có ai mà đi đầu tư công sức xây dựng cả một cái quốc gia với cái cơ sở hạ tầng đồ sộ rồi phải đau đầu về việc an ninh cho nó nữa đó là những thứ vô cùng khó và tốn rất nhiều nỗ lực để mà hoàn thành nhưng làm sao để chọn được một quốc gia mà có cơ sở hạ tầng và đặc thù riêng cho ngành nghề của bạn vì nếu như bạn chọn tây nên thì bạn phải sử dụng chung một cơ sở hạ tầng được xây dựng với mục đích chung cho tất cả lĩnh vực làm sao vừa có được một cơ sở hạ tầng phù hợp mà không tốn nhiều công sức và thời gian xây dựng và an ninh cho nó vốn dĩ những điều bên trên không phải là chuyên môn của bạn chuyên môn của bạn là lĩnh vực về giá trị thì nói tới đây để thường giải thích một cách đơn giản nhất cho các bạn thì trên màn hình các bạn đó đây gọi là cái cơ chế hoạt động của Polkadot thì hiểu đơn giản mỗi một cái nền tảng ví dụ là một quốc gia có Ethereum, có Cardano, có Solana, có Polkadot thì đối với lại cái mà chúng ta nhìn vào Ethereum đi thì Ethereum đó nó đơn giản là một quốc gia và trong quốc gia đó đó là xây cái cơ sở hạ tầng cho cả một quốc gia đó liên tục với nhau bất cứ một dự án nào cũng đều phải sử dụng chung một cái hoạt động hết liên quan đến Polkadot đó tới thì khác một chút Polkadot á, cái này gọi là Relay Chain Relay Chain là cái trái tim, là cái bộ não của Polkadot Trong cái phần này đó là hiểu đơn giản là có những cái quy chế liên quan tới là bảo mật giải quyết giao dịch hay là có quy chế liên quan tới quản trị những cái dự án đó giống như các bạn là một dự án liên quan tới game các bạn là một dự án liên quan đến DeFi thì đó là một cái blockchain riêng nhưng mà các bạn có một blockchain nhưng mà các bạn lại không có cộng đồng lớn để mà bảo vệ blockchain đó các bạn không có những cái cơ chế sẵn thì các bạn có thể là kết nối cái blockchain các bạn vào trong Polkadot Relay Chain và các bạn có thể sử dụng cái cơ chế bảo mật và bảo vệ mạng lưới sẵn có của Polkadot để mà bảo vệ mạng lưới của các bạn để mà tăng tính an toàn lên để hoạt động được một cách mà các bạn cảm thấy là an tâm giống như các bạn là một công ty đi các bạn muốn là gây dựng một cái quán ăn một cái nhà hàng thì các bạn sẽ lựa chọn một cái thành phố an toàn để các bạn có thể xây dựng một nhà hàng. Các bạn đương nhiên là không muốn xây dựng nhà hàng rồi lại phải mướn người bảo vệ. Các bạn muốn đi một nơi nào đó mà đã có sẵn cái đồ an toàn rồi. Sau đó các bạn gây dựng cái nhà hàng các bạn. Thì đây là cách hiểu đơn giản. Polkadot là cái nơi an toàn. perchang là cái dự án mà muốn được cái sự an toàn đó. Cho nên kết nối với lại Polkadot. Nhưng mà cũng giống như là một quốc gia Các bạn muốn hoạt động cho quốc gia đó Các bạn cần phải xài tiền của quốc gia đó Các bạn muốn kết nối với lại mạng lưới Polkadot Thì bạn cần phải có đồng DOT Và các bạn cần phải dùng cái số lượng đồng DOT đó để mà tham gia Tại vì không phải lúc nào cũng có nơi để các bạn có thể là kết nối mạng lưới blockchain các bạn với lại Polkadot thì bạn cần phải tham gia vào một cái cuộc gọi là đấu giá để các bạn có thể là được chọn để trở thành cái dự án có thể được kết nối với lại Polkadot Thì đây là cái cách hiểu đơn giản về những gì được xảy ra ngày hôm nay Thì cuối cùng trên màn lưới của Polkadot đã bắt đầu mở cái cuộc đấu giá đầu tiên Đó chính là bắt đầu vào ngày 11 tây tháng 11 Và trước đây có thể nhiều bạn nghe nói tới một cái... Uh mạng lưới khác có tên là Kusama thì như uh, nhiều bạn nói là Kusama là testnet của Polkadot cũng không có đúng hiểu đơn giản đó Kusama Network là người anh em họ hoang dã của Polkadot Kusama là một mạng lưới độc lập có ít rào cản gia nhập như là chi phí thời gian so với Polkadot nên mà các nhà phát triển có thể thử cách tính năng mới trước khi được di chuyển lên cho mọi chính thức của Polkadot. Các bạn nghĩ sao về Polkadot? Thêm biết là gì bạn là fan của Polkadot hãy comment ở bên dưới cái video này. Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những bài nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% với giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance Summer link của thuận Capital. Hay là các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi khác nơi được giảm 5%. Phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là những được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XPT hay là các bạn có thể tìm thấy bonus đến từ sàn Bybit cũng như là sàn Bybit cũng có khuyến mãi là các bạn nhận được giảm 10% phí giao dịch trong cái tháng đầu tiên và liên quan đến sàn Bybit và sàn Fashion Moon XPT đó thì các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu về rút tín hiệu trade miễn phí cũng như là các bạn có thể tìm thấy những người ưu đãi khác đến từ những cái partner như là bonus đến từ sàn Asaniac hay là sàn Namroy Global Và những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như là những bạn nào mà có thú có thể tìm hiểu ứng dụng BlockFi Đây là cái ứng dụng liên quan đến là gửi tiền lên liên có lãi và đương nhiên tiếp tục hoa đây là một ứng dụng mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc rồi đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà thường thường hay sử dụng một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.